I love you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ chơi đưa thư để support cho bạn vua trong chế độ của cờ pha lê. Khi mà mình hấp thụ được năng lượng thì tốc độ của chó cắn vua sẽ được tăng lên 20%. Và khi mà cắn thành công thì cái hồi chiêu sẽ được giảm thêm 15%. Có nghĩa là khi mà mọi người cho chó cắn Hunter chúng ấy, thì cái khoảng thời gian của mình sẽ được hồi rất là nhanh so với không có năng lượng ha. Giảm 15 giây mọi người. Cái trò chơi này nó tính bằng giây, bằng phút, từng giây một, cho nên là 15 giây nó là một khoảng cách rất là lớn để mình có thể hồi chó mình thả nó cắn Hunter. Ở trận này thì gặp cá cho nên là tụi mình cũng rất là lo lắng, không biết là hai bạn kia làm sao, chứ mình thật sự rất là lo luôn. Và mình cũng rất là mong gã đổ tể có thể tiêu diệt ả hương sư sớm nhất có thể luôn. Rồi, khóa cái máy này. Ở đây thì thư thì sẽ có một cái mình thấy là có cái nhiều 45 giây. Có cái rào nhảy cửa sổ là ngon này, nhưng mà nó chỉ có hiệu lực nhảy được một lần thôi. Nhảy được chục lần thì quá tuyệt vời đúng không? Có vẻ như là bộ skin COA này của đưa thư là skin quốc dân rồi, cho nên là ai bạn nào chơi trong cái đợt COA 5 thì chắc chắn là sẽ có free mà mọi người. Ở đây thì mình đang chơi ở dạng solo, cho nên là thật sự mình muốn mua đồ support cho bạn này thì nó cũng khá là khó. Bởi vậy cho nên là cũng rất là mong chờ bạn này sẽ hiểu ý mình và lại nhặt đồ chẳng hạn. Bên kia giết được bác sĩ rồi. Trận này mình có tẩm liệm nhá. Cứ ra đỡ đòn cho bạn bán đồ chơi và sau đó là mình cứ hồi sinh liên tục. Hồi sinh liên tục, không phải sợ. Rồi chó nè. Từ từ, mấy khóc khu này nhiều địa hình quá. Đấy, mà thấy không? Con chó đi di chuyển rất là nhanh nha. Nhưng mà khổ cái mình cắn hụt mất tiêu rồi. Ở đây mọi người khi mà cover thì chắc chắn là cũng phải để ý cái mức nước của mình. Chứ không phải là mình bất tử, mình cứ đi lung tung không được. Tầm khoảng 90 là mình phải đứng ra mình cho nó cạn bớt nước thì được rồi. Cạn tàu ráu máng. Cắn nó. Đó, mọi người thấy không? Hồi nãy là 45 giây mà khi cắn trúng còn 30 giây thôi. Giảm 15 giây hồi chiêu. Và chó thì sẽ đi nhanh hơn 20%. Thật sự thì bà cá này á thì cũng khắc chế được chó của mình. Bơi thì có vẻ chậm hơn, nhưng mà khi mà bà ấy lướt tới, lao tới cũng không nhanh, nhưng mà cảm giác nó vẫn nhanh hơn đi bộ. Chưa đủ rồi, để mang mắm chua ra đỡ đòn. Khổ. Bà vua thì không thấy chết, mà thấy ông tẩm liệm cũng cứ đai vì nước hoài luôn á. Ô, bơi được kia, không body block được. Phải chi mà có bạn sơ nào tạo ra mà kiểu béo một xíu, đúng không? Bụ bẫm giống như là bà thư ký thì ok. Hân này hân kia, sơ này sơ kia. Chứ mình thấy sơ tướng nào cũng đẹp hết trơn. Có mỗi mình là mập, hơi mập xíu. Nói đến giờ đi xịt rượu dở vãi lìn. Sơ thì phải có già, có trẻ, có trai, có gái, có béo, gầy, cao, ốm, đủ thứ hết đúng không? Sơ trong đây toàn là sơ kiểu... Mình thấy kiểu tướng rất là đẹp. Ê, lại đây... Ủa rồi. Thật sự là mình cầm cái bình rượu này mình di chuyển rất là mệt luôn ấy. Ngón cái thì di chuyển nhân vật, còn ngón bên tay phải ấy, ngón trỏ bên tay phải thì cứ ấn liên tục vào cái vật phẩm. Thứ hai là cái ngón trỏ bên tay trái của mình là phải... chỉa ra, ủa ngón giữa chứ, phải chỉa ra đảo cái cam. Rồi nè, chạy đi. Mình muốn ship rượu nhưng mà bạn này đi quá, mình cũng không biết phải làm sao cả. Ok, giết được hương sư rồi kìa. Vô đây bạn ơi, ước gì bạn vào đây.
bạn Jack bên kia cũng rất là khổ ha, nhất Hưng Sư mệt lắm luôn, đánh bóng đồ nữa. À không mang phấn khích đúng không? Rồi biết rồi. Ship đồ mệt quá à. Phải chi mà chơi mà con với nhau thì đỡ quá. Làm sao bạn ấy hiểu được cái bình rượu của mình đang mang cho bạn này nhờ? Rất là khó luôn ấy. Mà muốn cover thì tất nhiên là phải cover vật phẩm cho đồng đội rồi, mà đồng đội cứ chạy giống như là còn hơn ma đuổi. Đây 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 đây, cơ hội tới. Ôi thôi chết bị đâm rồi. Ơ, hình như dùng gậy của ma thuật sư bị ăn tẹt rô. U là trời. Ê, có súng này. Rồi ok. Mình để bình rượu đấy rồi, hy vọng là bạn ấy biết, bạn ấy lát nữa bạn ấy lượm. Nhấc lên. Rồi, xong. Ngon, lại cover cho một hit coi. Đỡ nhận lượng, hay quá, uống đi. Rồi, tiếp tục chạy đi bạn. Thư của tôi tới nè. Ơ, hồi sinh mẹ dậy coi. Ôi thôi rồi, không cover được, rượu chưa kịp hồi. Rồi, cho bạn vua ở bạn gì? Trách. Mua thuốc đi, mà giết tụi nó đi. Đồ chơi mới lên ghế lần một thôi, cho nên là cũng không lo lắm. Đúng rồi, cho quan tài gần gần xíu, nãy bạn này cho xa quá. Rồi, sống lên lần nữa coi. Lẹ. Đó. Mình cứ sống liên tục nè, chó cắn nè. Dù bơi đi con quỷ. Ơi phải để ý lượng nước nhá. Gáng đi bạn ơi. Thư này nó không có cho hồi nhanh ha. Phải chi mà hồi nhanh liên tục thì cũng ngon phết, nhưng mà không có hồi nhanh được. Rồi tranh thủ có vòng lại cứu luôn. Vô. Wow, được thêm 20 giây bất tử nữa. Thư nè, chạy đi. Nhanh lên. Trời ơi. Trời bà nội. Một siêu chói, một siêu súng nữa. Hay quá, Jack bắt được Hưng Sư rồi kìa. Hưng Sư lên ghế lần cuối á, cố lên. Tụi mình ra nữa nè. Bà cá trận này chơi mệt nhờ. Mình cứ tưởng cá phải thắng Jack cơ, nhưng mà chưa. Ok, mình sẽ kết thúc video clip đây và làm thêm một trận đấu nữa cho mọi người cùng xem nha. Kết thúc video của Tarot bậc cầu pha lê. Hello, mình quay trở lại với bệnh viện Thánh Tâm tiếp. Nhưng mà chế độ này là 4-1 thường thôi. Ngày hôm nay mình đi dịch báo thì trưa này cũng chẳng có chơi rank được. Nếu mà tiện thì chơi rank thì mình chơi luôn ở đây cho nó xong. Chơi rank mang vào luôn. Không biết gửi thư gì luôn á. Lên. Chiến đấu luôn. À, không đi qua đây. Bung dù đồ. Rồi biến dạng đi. Ui giời ơi, không đánh chúng cũng uổng ấy, thật ấy. Quá mệt mỏi có với tinh thần này. Đấy mọi người thấy cái thư nhảy cửa sổ nhảy đúng nhanh luôn ấy. Bởi cho nên là thật sự nhân vật này đi support rất là khó chịu luôn. Ngay cả bản thân mình đây, mình nhảy mình cũng có thấy nhanh rồi chứ đừng nói gì đến thân. Trời ơi. Đại ca là siêu thồn dù luôn á. Chết đi. Nổ máy đi mấy anh chị ơi. Ui. Ui. Ui hay quá nhờ. Trời ơi. May quá có con cú của Thiên Tri đấy. Không tẹt rô rồi. Rồi tốc chạy Thư, tốc chạy. Nhanh. Tự gửi cho mình cho nó nhanh. Quá sợ hãi rồi. Quá mệt mỏi với cái tinh thần này. Không chết rồi, ăn chuông.
mệt quá, mình đang có thư tốc chạy nên là mình di chuyển rất là nhanh. Gì đây? Chết rồi, lỡ lôi máy đến bạn Hương Sư rồi. Máy đã gần nổ rồi đó. Ôi, bị ăn chuông, ăn hít rồi. Cái đèn đỏ nó gần quá đi, khó né. Cái máy Hương Sư gần nổ rồi. Ba máy, ok. Mấy bữa nay mở cầu ranh nhưng mà không có ra phụ kiện vàng mọi người ơi. Trời ơi, có đứa nữa. Ông gì, ông Kim Long cũng nhắn tôi là Hoan yêu quái heo. Má tức ghê. Dỗi ghê vậy đó. Trời ơi. Lộn cái bàn. Á, à, đau. Người thứ hầm. Hôm nay mình gặp một team RT, không biết là clan tên gì, tên RT. Có khả năng là sẽ con với nhau. Khi mình gửi thư hầm này chắc là mấy bạn cũng sẽ nhắc cho nhau biết vị trí hầm. Trời ơi, nghĩ sao kêu tôi là yêu quái heo. Tôi đẹp gần chết rồi kêu tôi heo. Quay tay đây. Một máy 64. Ok ok. Nếu mà chơi cao bồi phải thật sự rất là cứng tay mới dám chơi. Còn như mình đây mình không dám. Ở đây có Hương Sư, Tiên Tri đồ thì mấy nhỏ đó dễ. Cầm vào ranh đồ dễ chơi. Chứ mình mà cầm cao bồi chắc là team thua bét luôn á. Hay quá. Cover được rồi. Wow, nổ máy luôn hả? À đúng rồi. Vậy thì ở trong nó ngủ luôn đi má. Vô. Thư nào đây trời. Không biết gửi thư gì luôn ấy. Ôi thôi chết rồi. Nó bay. Úi dồi ôi. Nó bay. Quên để ý. Thôi xong rồi, không kịp bay luôn. Ơ. Ơ kìa, móc được luôn kìa. Dừa. Thế mà cao bồi móc được. Hay vãi nồi đó. Công nhận. Cảm động kinh khủng ấy. Giờ mình sẽ cố gắng mình cai để cho mấy bạn mở cổng. Dù đồ. Nè, liếm con chó đi con quỷ. Hồi nãy dí được mẹ, giờ không có đâu ha. Giết được tôi cũng mệt lắm chứ bộ. Khu này vũ trang chỉ sợ nó bay hoặc là nó bling thôi mà đổi bổ trợ rồi. Rồi xong. Cứu tôi. Á, à, không đập phá rồi. Chết rồi. Dừa ghê. Nói chung là cũng không biết đi hướng nào nữa cơ. Mẹ, mắt đỏ đập cái chết rồi. Nhưng mà cowboy trận này chơi hay vãi. Móc được quả đấy. Lúc đấy mình cứ nghĩ là mình sẽ buông xuôi rồi. Thật là mệt mỏi. Ok, vậy là mình kết thúc video clip đây nhá. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Ở trận này rất là cảm ơn Tiên Tri búp cú, cả bồi móc dây mắt đỏ hay quá. Bye bye mọi người, chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ nhá. Bye bye.